Yo yo, hello anh em 22. Vâng, chào mừng em quay trở lại với chương trình Tiên tri vũ trụ. Và đây là dự đoán banner của Lilo trong nửa sau của phiên bản 3.1. Ok, chúng ta đang có ở đây là banner của Zano và Venti còn khoảng 11 ngày nữa. Và chúng ta cần phải nhanh chân lên bởi vì là giang hồ đang dục dịch rồi. Ok, và như thường lệ thì cái video dự đoán nhân vật là video giải trí nha anh em. Bắt đầu nha. Mình đang có ở đây là cái form như thường lệ. Đầu tiên là chúng ta sẽ có lục hoàng này. Và bên dưới này chúng ta có banner của Lilo và Albedo sử dụng chung dàn nhân vật 4 sao. Và ở nửa sau của phiên bản thì chúng ta không có nhân vật 4 sao mới nên chúng ta cần phải dự đoán tận 3 nhân vật 4 sao lận. Và bên dưới này là phần loại đi, bao gồm các nhân vật mà không thể có mặt trong banner của Lilo được. Đầu tiên là phiên bản 3.0 thì chúng ta có nhân vật 4 sao này sẽ bị loại đi bởi vì chúng ta đang ở trong phiên bản 3.1 mà. Về 3.1, banner của Sino và Venti thì có những nhân vật 4 sao đã xuất hiện rồi. Và 2.8 thì không phải là loại đi như thường lệ, mà mình cho rằng là khả năng xuất hiện của họ sẽ ít hơn một chút so với các nhân vật ở bên trên này. Và bây giờ chúng ta hãy sử dụng phương pháp loại trừ, bởi vì trong cái phần dự đoán trước mình đã dự đoán được Seiyu ngay từ đầu. Ok, thì đầu tiên là những nhân vật ở trong dàn nhân vật 4 sao này thì chúng ta có Bedo tính cả banner của Sino là 11 banner rồi chưa xuất hiện lại. Theo mình thì đây là một dấu hiệu vô cùng đáng báo động nên lần này lựa chọn số 1 sẽ là Bedo. Vâng, lại là Bedo anh em ạ. Vâng, chứ kể là Bedo đi với Lilo theo mình là cũng khá ổn. Tiếp theo là một nhân vật mà trong cái phần dự đoán banner của Sino mình đã nhắc đến, đó chính là Sang Linh. Về Sang Linh thì mình đã dự đoán là sẽ xuất hiện, có thể xuất hiện ở phiên bản 3.1, nhưng mà mình không chọn trong banner của Sino. Và hiện tại thì cái thông tin đó là đúng, bởi vì trong này không có Sang Linh đúng không anh em? Ok, bây giờ mình sẽ chọn tiếp. Sang Linh là nhân vật số 2, dự đoán rất là nhanh thôi. Và còn một nhân vật cuối cùng thì bắt đầu nó mới khó này, bởi vì là trong tất cả nhân vật này thì có vô vàn lựa chọn. Trong số những nhân vật còn lại này thì ai là nhân vật mà mình sẽ loại đi đầu tiên thì đó là Kurosara, bởi vì theo như mình thấy thì banner của Raiden Shogun cũng sắp xuất hiện rồi, và việc Kurosara đi với Raiden thì trước giờ đã có một cái mô típ rồi, cho nên mình sẽ loại đi đầu tiên đó là Kurosara. Tuy rằng nói là loại đi Kurosara nhưng mà vẫn phải để vào trong cái ô khả năng cao. Ok, quên mất. Không hiểu sao để Ganju ở đây anh em à. Sorry. Trong dàn nhân vật 4 sao này thì anh em có thể thấy là toàn nhân vật triển vọng có thể góp mặt trong banner của Lilo. Hiện tại thì chúng ta có thể thấy là những vật Montage này đều đã xuất hiện trong các sự kiện đúng không? Từ Baba Bủ, Rosaria, Razor và Noel đều đã có mặt phần nào đó trong phần sự kiện. Nên là mình nghĩ là hoàn toàn có thể cho họ vào trong banner của Lilo. Ổn luôn. Bên cạnh đó thì những nhân vật từ phiên bản 2.8 hoàn toàn có cơ hội có thể góp mặt trong banner của Lilo. Chính vì thế nên cái lựa chọn cuối cùng này theo mình là cực khó luôn anh em ạ. Theo mình thì có rất là nhiều trường hợp có thể diễn ra ở đây và mình muốn trình bày tất cả các trường hợp có thể. Đầu tiên, nếu như nó diễn ra theo cái mô típ của banner Sino ấy, đó là banner lửa đầu 3.1 rất là ngon đúng không? Chúng ta có toàn nhân vật mà có thể tính là mới và có cung mệnh, cần cung mệnh các kiểu và vũ khí cũng ngon nữa. Nói chung là mục đích của banner Sino trong lửa đầu là rút máu anh em. Vậy thì với mình nghĩ là banner Lilo cũng sẽ chung cái ý tưởng như vậy, đó là rút máu anh em càng nhiều càng tốt. Vậy thì nhân vật nào sẽ rút máu anh em và đáp ứng được tiêu chí này? Thì theo mình là đầu tiên ấy có thể là Heizo. Heizo sẽ là một nhân vật cũng mới không kém đúng không? Và mới chỉ có xuất hiện một lần ở banner của Kazuha. Và Heizo nếu như xét theo trường hợp của Shinobu thì cũng đã có khoảng thời gian nghỉ gần tương tự. Đâu đó khoảng tầm 3-4 banner chưa trở lại. Cho nên là lựa chọn đầu tiên có thể sẽ là Lilo, Albedo dùng chung dàn nhân 4 sao, đó là Bedo, Sang Linh và Heizo. Ok. Tuy nhiên thì mình thật sự là không quá hài lòng với cái dự đoán này, có một chút lấn cấn. Bởi vì sao? Bởi vì đó là nãy giờ chúng ta tập trung quá nhiều vào banner của Lilo mà quên mất một nhân vật bên cạnh, đó chính là Albedo. Bên cạnh đó thì với cái việc sử dụng cái phương pháp loại trừ trước đây, đó là sử dụng cách tính là những nhân vật lâu rồi chưa có banner quay trở lại, thì chúng ta có hai nhân vật Barbara và Noel đều có khoảng tầm 6 banner rồi chưa có quay trở lại lên, họ hoàn toàn có cơ hội để có thể nhảy vào đây. Và thêm vào đó thì cái banner phía sau của Lilo và Albedo là banner có thể là của Thảo Thần, và mình nghĩ rằng việc nhét cả hai cặp đôi này vào thì nó hơi phản cảm anh em ạ. Chính vì thế, với sự xuất hiện của Albedo thì mình nghĩ rằng là cái lựa chọn tiếp theo có thể là Noel ha. Noel sẽ là lựa chọn mà mình cho rằng là hấp dẫn hơn so với Heizo ở đây. Với cá nhân mình thấy đó là khả năng cao nó sẽ xuất hiện ở đây, làm cho người ta có thể muốn roll Albedo hơn. Chính vì thế, cái dự đoán của mình ấy, trong banner của Lilo sẽ là Lilo này, Albedo này, Bedo,
Sang Linh và Noel. Ok, đó là lựa chọn mà mình thích nhất. Có thêm lựa chọn thứ ba, thứ tư không thì theo mình là có chứ, có rất là nhiều anh em ạ. Bên cạnh slot Sang Linh và Bedo thì anh em có thể chọn cả Chung Yun này, Rosaria này, nhìn cũng rất là ổn luôn. Nhưng mà thôi, mình sẽ không chọn nữa mà để vào ô khả năng rất cao thôi. Vâng, sau cái pha xếp nhầm Ganju và bây giờ mình đang cảm thấy hơi mất tự tin anh em ạ. Nhưng mà mình nghĩ là chắc là không còn cái sai sót nào đâu. Về dự đoán thì nó cũng chỉ là mang tính chất dự đoán thôi. Vâng, rất hy vọng là mình đúng. Nhưng mà hy vọng là hy vọng, còn kết quả thực tế nó như thế nào thì chúng ta hãy cùng chờ xem. Bây giờ là đến lượt của anh em. Anh em dự đoán là ở phiên bản 3.1 nửa sau, banner của Lilo, Abedo sẽ có những nhân vật nào? Ok, anh em hãy để lại bình luận nhé. Và như cũ thì để lại bình luận sớm và không chỉnh sửa, viết đúng tên nhân vật nhé anh em, thì sẽ giúp cho mình tìm kiếm dễ hơn. Chúc anh em sẽ trở thành tiên tri vũ trụ tiếp theo. Ok, cảm ơn anh em đã xem cái video dự đoán của mình. Và hẹn gặp lại anh em trong những chương trình tiên tri vũ trụ lần sau nhé. Ok,